bài Thế giới trong em của Hương Ly. Về phần hợp âm của bài hát thì bài này tông gốc của nó ở trên tông son trưởng. Thì hợp âm đầu tiên là hợp âm son trưởng, mọi người cho một ngón vào dây 1 khoang 3, dây 2 khoang 3, dây 5 khoang 2, dây 6 khoang 3, bát là dây 6. Hợp âm theo là hợp âm re trưởng, mọi người cho một ngón vào dây 1 khoang 2, dây 2 khoang 3, dây 3 khoang 2, bát là dây 4. Hợp tiếp theo là hợp âm mi thứ, mọi người cho một ngón vào dây 4 khoang 2, dây 5 khoang 2, bát là dây 6. Hợp tiếp theo là hợp âm si thứ, mọi người cho một ngón vào dây 2 khoang 3, dây 3 khoang 4, dây 4 khoang 4, và chặn toàn bộ khoang 2 lại, bát là dây 5. Hợp tiếp theo là hợp âm đô trưởng, mọi người cho một ngón vào dây 2 khoang 1, dây 4 khoang 2, dây 5 khoang 3, bát là dây 5. Hợp cuối cùng là hợp âm la thứ, mọi người cho một ngón vào dây 2 khoang 1, dây 3 khoang 2, dây 4 khoang 2, bát là dây 5. Đó toàn bộ hợp âm của bài hát. Về vòng hợp âm của bài hát thì bài này cả bài đều sẽ theo một vòng âm thanh nó gọi là canon, là son, re trưởng, mi thứ, si thứ, đô, son, la thứ và re. Đó. Về phần điều đàn của bài hát, nếu muốn đơn giản, mọi người có thể giải theo một điệu là bát 3 2 3 1 3 2 3. Đó. Nó sẽ như này. Là chẳng biết lâu nay tại sao la 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 chơi số 2, mọi người có thể tham khảo là điệu blue. Nó sẽ nghe như này. Đó, nó chơi là bát 3 2 1 đập chập cả nghỉ 3 2 1 đập nghỉ. Đến phần điệp khúc ấy, nếu thích, mọi người cũng có thể chơi lại hai điệp lúc đấy. Nó sẽ nghe như này. Thật sự em mong một điều là quạt một điệu nó gọi là ballad. Nó sẽ quạt với công thức là xuống, nghỉ, 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 xuống, nghỉ, nghỉ, lên,